hướng dẫn tìm ma trận tổng cầu khi biết ma trận hệ số kỹ thuật và ma trận cầu cuối cùng bằng máy tính 580. Thì đầu tiên ta bấm menu 41 để tạo ma trận A. Ma trận A của mình ở đây là ma trận hệ số kỹ thuật có 3 dòng 3 cột, mình bấm số 3 hai lần. Thì lúc này mình sẽ nhập ma trận A vô. Sau đó mình bấm AC và mình sẽ bấm Option để tạo thêm ma trận B. Tạo ma trận B số 2. Ma trận B của mình đây là ma trận cầu cuối thì nó có 3 dòng 1 cột. Bấm 3 1 và mình sẽ nhập ma trận B vô. Sau đó bấm AC. Tiếp theo mình sẽ bấm ma trận Y trừ A bằng cách là bấm Option rồi mũi tên xuống. Thì ở đây mình thấy chữ ma trận đơn vị, mình chọn số 4 là ma trận đơn vị. Nhưng mà ma trận đơn vị này là phải ma trận đơn vị cấp 3, cho nên ở đây mình sẽ bấm số 3 rồi mình trừ cho ma trận A. Ma trận A mình lưu vô máy lúc nãy, bây giờ nó là số 3 rồi, bấm số bằng ra. Thì đây là chính là ma trận Y trừ A, hay còn gọi là ma trận leo tiếp. Tiếp theo mình sẽ bấm Y trừ A mũ trừ 1, tức là mình bấm dấu nghịch đảo này. Thì lúc này nó sẽ ra là ma trận hệ số chi phí toàn bộ, tức là Y trừ A mũ trừ 1. Bằng cách là mình sử dụng cái kết quả nó đã có sẵn ở trên màn hình, mình nhân thêm ma trận B nữa. Đó. Thì nó sẽ ra được cái ma trận tổng cầu. Tóm lại, bằng máy tính 580, chúng ta chỉ cần nhập vào ma trận A và ma trận B, chúng ta có thể tính được các cái ma trận Y trừ A mũ trừ 1 và ma trận tổng cầu X.